Thời gian gần đây, nạn trộm chó không chỉ hoành hành cả thành thị mà ngay cả vùng nông thôn, tình trạng chó nuôi bị mất trộm cũng xảy ra liên tục khiến người dân bức xúc. Mới đây nhất là vụ trộm chó xảy ra tại một tuyến đường nông thôn thuộc địa bàn ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã được camera nhà dân ghi lại. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2023. Hình ảnh trên camera cho thấy một con chó trắng có trọng lượng khoảng 15 kg vừa trong cửa rào bước ra đã bị hai thanh niên đi xe máy chạy đến dùng súng chỉa bắn trúng. Bắt lên xe, sự việc xảy ra chỉ trong vòng 5 giây. Chủ nhà bước ra thì hai thanh niên trên đã đi mất hút. Người dân địa phương cho biết tình trạng mất trộm chó ở đây xảy ra thường xuyên. Trước đó, trên đường quốc lộ 80 thuộc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc cũng xảy ra một vụ trộm chó tương tự được camera nhà dân ghi lại và hai thanh niên thực hiện vụ trộm chó này có nhiều đặc điểm giống với hai đối tượng vừa thực hiện vụ trộm